Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ quay lại và tiếp tục giải 3 câu còn lại của đề trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai năm 2019-2020. Thì đầu tiên đó là câu số 3. Đợi thầy có cái đề qua trang mới thì chúng ta cùng làm. Câu số 3 là người ta cho mặt phẳng trong tọa độ OXY, người ta yêu cầu viết phương trình đường thẳng delta đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước. Thì ở câu A này chúng ta có là delta nó song song với đường thẳng D có phương trình là x cộng y trừ 1 bằng 0, thì suy ra được là delta nó sẽ có dạng là x cộng y cộng c bằng 0 với c khác trừ 1. C nó phải khác trừ 1 nha các bạn, bởi vì nếu mà c nó mà bằng trừ 1 thì là cái hai cái đường thẳng này nó trùng nhau mất chứ không phải là song song nữa. Mà điểm y, mà cái đường thẳng delta này đi qua điểm y có tọa độ là 2, 3. Cho nên là cái điểm y này nó sẽ thuộc đường thẳng delta, nên ta thay các tọa độ điểm y và đường thẳng delta này để chúng ta tìm được điểm c. Suy ra là 2 cộng 3 cộng cho c nó sẽ bằng 0, tương đương với là c sẽ bằng âm 5. Vậy chúng ta sẽ xác định được phương trình của đường thẳng delta đó là x cộng y trừ 5 bằng 0. Vậy là chúng ta giải quyết xong được câu thứ nhất, câu A. Câu B đó là người ta cho chúng ta hai điểm và cho một cái đường tròn. Người ta yêu cầu là tìm tọa độ điểm M thuộc đường tròn sao cho là cái góc MA tạo với MB là lớn nhất. À, đây người ta cho chúng ta một cái đường tròn. Đây, người ta cho chúng ta một cái đường tròn có tâm là Y. Ở đây có tọa độ là 0, 0 và bán kính là 1 nha các bạn. Y đây thì có tọa độ là 0, 0 và bán kính sẽ là 1. Và cho hai điểm AB. Thầy kẻ cái đây nha. 1 này đây sẽ là 0 này. B, A, B đều có tọa độ kia là 3. A, điểm A có tọa độ là 3, 1 à. Đây. Đây là điểm A, 3, 1. Điểm B có tọa độ là trừ 3, trừ 1. Đây là điểm B. Người ta yêu cầu là tìm M thuộc C sao cho góc giữa MA, MB là lớn nhất. Thầy ví dụ là tìm M nằm ở đây đi. Thì góc tạo giữa MA và MB chính là cái góc alpha này. Thì đầu tiên đó là vì M nó thuộc, vì M nó thuộc cái đường tròn C này, cho nên thầy sẽ tham số hóa cái điểm M này lên. Thì điểm M nó sẽ có tọa độ đó là T và căn bậc 2 cộng trừ của 1 trừ t bình. Đó, thầy đặt là x là t thì y sẽ là bằng căn bậc 2 cộng trừ căn bậc 2 của 1 trừ t bình. Có được tọa độ điểm m rồi thì thầy sẽ xác định được hai vectơ ma và vectơ mb. Mà hai cái vectơ MA nó nhân mà cái vectơ MA nó nhân với vectơ MB
nó sẽ bằng là 9 trừ cho 6t. Các bạn tính toán nhân vô thì sẽ được kết quả là 9 trừ 6t. Thầy có cos của góc alpha, cos của góc MA tạo với MB đó, thì nó sẽ bằng các bạn bằng cái độ dài, bằng cái vector MA nhân cho vector độ B chia cho độ dài của MA nhân cho MB. Thầy đặt đây là biểu sao? Chúng ta đã xác định được MA MB rồi. Còn độ dài của MA nhân MB thì chúng ta chưa biết. Thầy có là độ dài của MA nhân cho MB nó sẽ bé hơn bằng là MA bình cộng MB bình trên 2. Đây là một cái bất thức cơ bản thôi. Mà cái MA bình cộng với MB bình thì chúng ta đã xác định được trên đây là hai vector MA MB, thì cái MA bình cộng MB bình này nó sẽ bằng là trừ 12t cộng cho 22 chia cho 2 sẽ bằng là trừ 6t cộng cho 11. Chúng ta thay vào sao? Thay vào biểu thức sao? Thì chúng ta sẽ suy ra được đó là cos alpha nó sẽ bằng là MA nhân cho MB tất cả chia cho là độ dài MA nhân MB. Thì do là MA nhân MB nó bé hơn hoặc bằng cái trừ 6t của 11 này, cho nên là khi chúng ta chia nó thì nó sẽ lớn hơn bằng đó là M lớn hơn bằng đó là MA nhân cho vector MB, ở đây là bằng 9 trừ 6t chia cho trừ 6t cộng cho 11, thì đây sẽ bằng 9 trừ 6t chia trừ 6t cộng 11. Bởi vì t nó bé hơn 1 nên là chúng ta bỏ được cái dấu cái chữ đối này ra mà không phải đổi dấu gì hết. Thì cái 9 trừ 6t chia cho trừ 6t cộng 11 này thì chúng ta sẽ biến đổi thành là trừ 6t cộng cho 11 trừ 2 chia cho trừ 6t cộng cho 11 sẽ bằng là 1 trừ cho 2 trên trừ 6t cộng 11. Nó sẽ lớn hơn bằng là 1 trừ cho 2 trên cho trừ 6 nhân 1 cộng cho 11 và bằng 3/5. Sở dĩ nó lớn hơn bằng 1 trừ cho 2 trên cho 6 trừ 6 nhân 1 cộng 1 là vì là t nó bé hơn bằng 1. Các bạn. Bởi vì cái đường tròn này nó có bán kính là L bằng 1. Mà chúng ta đã tham số hóa điểm M có tọa độ đó là t và cộng trừ căn của 1 trừ t, cho nên là cái t này nó phải luôn luôn bé hơn hoặc bằng 1. Nghĩa là cái t này, cái đường tròn này nó t này nó luôn nằm trong cái đường tròn này. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi t nó bằng 1, tương đương với là điểm M của thầy sẽ có tọa độ đó là 1 và 0. Các bạn thay ngược cái t bằng 1 lên cái điểm M chúng ta tham số hóa ban đầu thì chúng ta sẽ tìm được điểm M thôi. Vì vậy với điểm M có tọa độ là 1, 0 thì là cái góc tạo giữa MA và MB thì nó sẽ là lớn nhất. Chúng ta đã giải quyết xong câu số 3. Sang bài thứ tư, đó là người ta yêu cầu mình viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm. Tôi sẽ copy câu số 4 này qua cái trang mới.
người ta yêu cầu mình viết phương trình đường tròn đi qua điểm thì thầy sẽ gọi phương trình đường tròn, thầy gọi delta, xin lỗi, thầy gọi c đi, thầy gọi c là phương trình đường tròn. Đi qua 3 điểm. A, B và C. Thì C sẽ có dạng tổng quát đó là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2by cộng C bằng 0 với A bình cộng B bình trừ C nó phải lớn hơn 0. Thì bởi vì đó là điểm A nó thuộc vào cái đường tròn C này nên chúng ta sẽ thay tọa độ điểm A và cái phương trình tổng quát của C đó là thì chúng ta sẽ được đó là A vô đó là 1 cộng cho 1 trừ cho 2A trừ cho 2B cộng C bằng 0 tương đương với là trừ 2A trừ trừ 2B cộng C sẽ bằng trừ 2. Đây là thầy đặt là 1. Tương tự điểm B nó cũng thuộc vào đường tròn C nên thầy suy ra được đó là 2A trừ 6B cộng C nó sẽ bằng trừ 10. Các bạn cứ thay vô thôi thì rồi các bạn gói gọn sẽ được thôi. Tương tự điểm C nó thuộc vào đường tròn C này thì suy ra đó là 2A trừ 2B cộng C bằng trừ 2 thì là 3. Từ 1, 2, 3 thì thầy sẽ suy ra được cái phương trình đó là trừ 2A trừ 2B cộng C bằng 0, 2A trừ 6B cộng C bằng trừ 10 và 2A trừ 2B cộng C sẽ bằng trừ 2. Thầy tìm được nghiệm của ABC đó là ABC, A sẽ bằng 0, B sẽ bằng 2 và C sẽ bằng 2. Chia được cái phương trình của đường tròn C này đó là x bình cộng y bình trừ cho 4 y cộng 2 bằng 0. Và chúng ta giải quyết xong được bài số 4. Chúng ta còn một bài nữa, đó là bài số 5, đó là bài toán liên quan đến phương trình đường elip. Thì bài toán số 5 này người ta cho chúng ta cái phương trình tổng quát của đường elip đó là x bình trên 25 cộng y bình trên 9 bằng 1 và người ta yêu cầu chúng ta tìm độ dài hai trục và tọa độ của các tiêu điểm. Thì bài này chúng ta chỉ áp dụng công thức thôi, đó là phương trình đường elip có dạng là gì các bạn? X bình trên a bình cộng cho y bình trên b bình nó sẽ bằng 1. Trong đó chúng ta có trục gì? Trục lớn sẽ bằng 2A, trục bé sẽ bằng 2B. Và cuối cùng đó là các tiêu điểm. Tiêu điểm là các điểm F1 có tọa độ đó là trừ C0 và F2 có độ đó là C0. Đây công thức chung của các bài toán về phương trình đường elip. Thì từ bài toán trên chúng ta sẽ suy ra được. Ta có này, bài toán trên ta có là A nó sẽ bằng 5, B nó sẽ bằng 3 và C nó sẽ bằng căn của A bình trừ B bình là bằng 4 các bạn ạ.
Tao tuổi dài chục lớn. Nó sẽ bằng là 2A và bằng 10. Độ dài trục bé nó sẽ bằng 2B bằng 6. Và tọa độ các tiêu điểm đó là F1 có độ là trừ C0, đây là bằng là trừ 4, 0. Và F2 có tọa độ C0 và bằng 4, 0. Và chúng ta đã giải quyết xong bài cuối cùng của đề trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai.